Quanh à, em còn nhớ chỗ này không? Sao anh lại hỏi em như vậy? Ở đây anh đã nói khi cưới em anh sẽ thuê một chiếc ghe bầu thiệt là lớn. Ở trên đó có khắc tên của hai đứa mình để ai cũng phải nhìn thấy. Em có muốn như vậy không? Em không muốn cái gì cầu kỳ quá đâu. Anh biết rồi. Em luôn thích cái gì cũng thật đơn giản mà ấm cúng, đúng không? Tụi mình sẽ có một đám cưới như vậy. Em chịu không? Giờ vẫn còn sớm để nói về đám cưới mà. Em lại như vậy nữa rồi. Anh không thích nghe em nói như vậy nữa đâu. Nghe chưa? Anh thực sự muốn điều đó chứ? Tất nhiên rồi. Chứ sao anh lại đi 5 năm rồi quay về làm gì? Em biết rồi, em tin ở anh. Anh nè, sau này mình còn thời gian ngồi bên nhau như vậy nữa không? Sao lại không? Mình phải sống bên nhau cho trọn tình trọn nghĩa chứ em. Đẹp đôi quá ha. Hôm nay á lại không hẹn mà gặp. Anh đến đây làm gì? Đòi nợ chứ làm gì. Chuyện của tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh còn muốn gì nữa? Thôi bỏ đi anh. Bỏ sao được em? Có nợ thì phải trả chứ. Hôm trước còn chưa đủ hay sao? Tôi không tố cáo mấy người thì thôi, tại sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Vậy là anh không phải bị té xe mà bị tụi nó đánh hả? Đúng vậy. Không ai nợ Khánh này mà quỵt được đâu. Cô em tránh ra, để anh xử lý thằng này. Anh là thằng hèn. Anh đã làm tan nát đời tôi, bây giờ còn muốn hại người yêu tôi nữa. Chúng tôi đã làm gì anh mà anh không để chúng tôi yên vậy? Nè, em á không làm gì Khánh này, nhưng nó thì có. Tránh ra. Quá tẩy. Tẩy rồi. Dừng lại. Dừng lại. Con tôi chơi qua ở đây. Con tôi chơi. Dừng tay lại. Anh làm gì? Quên, chết rồi. Quên, chạy đi. Quên, chạy, chạy đi. Chạy, 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 chạy đi cả ơi. Quên. Quên ơi. Quên. 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 Có ai không? Cứu người. Có ai không?